âm u thế này cả nhà. Chắc hôm nay mưa nữa rồi. Đầu tiên đến với kênh Thu Trần, Thu mến chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe, thật là vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Hôm nay Thu đi về quê, Thu thấy cái anh này đặt lợp trên kênh, Thu theo Thu xem anh dở lợp cái cá nhiều không cả nhà. Thu mời cả nhà cùng xem với Thu nha. Ở miền quê đặt lợp này, đặt lợp có bóng đen nha cả nhà. Cái lợp hồi đó bằng cây nhưng bây giờ bằng lưới không anh cả nhà. Đó, cá bóng nè. Đó. Này đặt cặp mấy sông anh cả nhà. Hồi đó Thu còn nhỏ, Thu cũng biết đặt nữa đó. Nhưng mà hồi xưa là bằng cây, còn bây giờ là bằng lưới. Anh bỏ lợp trong cái tụng và anh chạy xe đi đặt đó ngay cả nhà. Đó, bắt đầu anh đi dở. Thu nghe anh nói là 100.000 một ký cá nha cả nhà. Cá bóng này ăn tốt lắm, tại vì cá bóng đen. Cá bóng ở dưới sông á. Đó. Cá nhóc luôn. Đó, con tụng để vậy đó. Đặt xong rồi anh chút cá ra đây. Cá Thu quay thùng cá cho cả nhà xem nha. Cần cù không? Nông dân miền Tây cần cù không? Quá cần cù. Đó. Hồi xưa thì người ta đi xuồng đặt cặp mé sông, nhưng bây giờ tiến bộ hơn là đi xe cả nhà. Đó, anh gánh hai tụng ở trên tụng nữa.
Cá bóng thì ăn mấy người bệnh ăn được hết, không có kiêng cử gì hết luôn. Cử gì chứ cá bóng này không có cử. Cá bóng này tốt, tính nó hiền. Nhà giả lợp cũng mệt quá nghe cả nhà, ra mồ hôi ướt áo trơn này cả thôi, nhà thấy không? Hả? Sao cười anh? Nhà anh ở đâu lận? Nhà anh ở đâu lận? Ở Vĩnh Long đó thôi. Vậy hả? Vĩnh Long qua tới đây đặt hả? Một ngày là được 300-400 ngàn nha cả nhà. Được rồi, mỗi nay chắc không có. Dạ. Đó, từ bên Vĩnh Long mà anh qua đây đặt đó, rất là cần cù. Anh cũng lớn, anh 59 tuổi rồi, cho nên anh đi bằng lao động thì nó hơi hơi vất vả, cho nên anh tìm cách này làm cũng rất là gọn nhẹ nhưng mà lại có thu nhập bên cả nhà. Nè, đóng gác như vậy anh cũng chịu khó, thấy không? Đó, rất là cần cù. Chỉ chịu khó làm thôi là có tiền. Dạ nha. Đó. Buồn dừa quá sai. Nè. Cái con ốc ma là làm mồi nha cả nhà. Nè, hồi xưa thì đặt bằng con cua, bây giờ đặt bằng con ốc này nha cả nhà. Con ốc là mình đụng là nó cả nhà. Đó. Nhưng mà cái này quan trọng là đặt phải nhớ điểm nha cả nhà. Ồ, con cá bự quá. Ở đây có mấy cây dừa nước nè cả nhà. Anh đặt với dạ dừa, cây dừa cả nhà. Cây dừa hoặc là cây dừa nước dưới sông này nè. Cá nó bóng nó ưa chung vô mấy cái bệ cây này. Ở chỗ này đặt lý tưởng luôn nè. Phải chỗ không? Phải lộn rồi. Mất dấu rồi hả? Ăn mò thử coi có không phải là như hả? Nó là đằng kia. Cái này quan trọng là phải làm dấu hay cả nhà, thôi mất luôn cái lọp hay cả nhà. Ở đây có dừa nước nè cả nhà, cái trái dừa nước nè. Đó. Cái nhà thấy cái gì nước không? Sao mà không biết nước lên cao quá hay gì mắc dấu rồi cả nhà. Đặt lợp có khi nào mắc lợp không anh? Mắc chứ. Đúng vậy. Cái này chắc nghi quá hả? Cái này tự nhiên nước lên cao hay là sóng đánh gì mắc dấu rồi nha cả nhà. Ngay chỗ anh đặt có mấy cây mít nè, quá trời trái luôn. Nhỏ mà trái quá trời luôn. Giờ đang suy nghĩ coi nằm đâu rồi. Nước lên cao, chẳng hạn như anh làm dấu thấp rồi nước lên cao. Hoặc là sóng đánh đó cả nhà, tàu chạy sóng đánh đó, nó mất dấu. Cái này anh đặt phía dưới có không anh? Có lợp không? Có anh nè. Ồ, dính cái lợp rồi. Anh này anh đặt phía dưới trên có cây xài nè, đặt dưới gốc xài. Đó, nhưng mà trong khi đó anh đặt là có cái cây nha cả nhà, cái cây sắt anh. Cây sắt mình bẻ vậy là mình gắm nó không cho cái lợp phải không anh? Đó, anh đưa cây sắt lên giúp em nhé. Đó, dạ, cây đó cắm đừng cho lợp đó nha cả nhà. Ở
đường này lộ 4 thứ nha cả nhà. Đó, có xe lớn chạy luôn. Cái này là có xe cho nên mình chạy, yêu cầu mình đi thấy cái gạch nào im, cái đường sông nào im, có nhắm nào có cá là mình đặt nha cả nhà. Mình vô mồi xong rồi mình chạy, mình để lợp lên. Ồ, cái này cũng nhiều quá nè. Một cái là tại vì cũng 3 con, 4 con. Một cái lợp có 200-300 gram á. Nhưng thường thường nó có đặt lợp này có khi chở gió á. Cá cũng ít vô lợp á. Thu nghe người ta nói vậy thôi chứ Thu cũng không biết nữa nha. Anh 59 tuổi. Cho nên anh không có bằng lao động nữa mà anh kiếm chuyện nhẹ anh bằng. Dạ. Ồ, con cá nó to nè cả nhà. Đó, anh chắc nước cho nè, cá nè. Đó. Ồ, quá trời cá luôn nè nha cả nhà. Đó. Cá này là 100 ngàn một ký nha cả nhà. Còn mồi thì anh đặt mồi ốc ma. Đằng cá nè cả nhà. Đó. 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 Ồ, cá nó to. Đó. Anh đi dở xa rồi nha cả nhà, Thu không có đi theo anh được. Rồi thôi, Thu cũng xin kết thúc video ở đây. Dạ, em cảm ơn anh. Thu cũng chào cả nhà, hẹn gặp lại video sau nhé.